bấy giờ đức thế tôn bảo các thiên tử đúng vậy đúng vậy đúng như lời các ông đã nói thiên tử nên biết tướng của tất cả pháp như lai biết như thật là vô tướng đó là biến ngại là tướng của sắc như lai biết như thật là vô tướng lãnh nạp là tướng của thọ như lai biết như thật là vô tướng nắm lấy bóng dáng là tướng của tưởng như lai biết như thật là vô tướng tạo tác là tướng của hành như lai biết như thật là vô tướng liễu biệt là tướng của thức như Lai biết như thật là vô tướng, khổ não tích tụ là tướng của uẩn, Như Lai biết như thật là vô tướng, cửa ngõ xanh trưởng là tướng của xứ, Như Lai biết như thật là vô tướng, nhiều độc hại là tướng của giới, Như Lai biết như thật là vô tướng, hòa hợp sanh khởi là tướng của duyên khởi, Như Lai biết như thật là vô tướng, thường ban cho là tướng của bố thí Ba la mật đa, Như Lai biết như thật là vô tướng, không bị phiền não thiêu đốt là tướng của tịnh giới ba la mật đa như lai biết như thật là vô tướng không sân nhuế là tướng của an nhẫn ba la mật đa như lai biết như thật là vô tướng chẳng thể khuất phục là tướng của tinh tấn ba la mật đa như lai biết như thật là vô tướng nhiếp trì tâm là tướng của tịnh lự ba la mật đa như lai biết như thật là vô tướng không trở ngại là tướng của bát nhã ba la mật đa như lai biết như thật là vô tướng không sở hữu là tướng của pháp không nội vân vân như lai biết như thật là vô tướng chẳng điên đảo là tướng của chân như vân vân như lai biết như thật là vô tướng chẳng hư vọng là tướng của bốn thánh đế như lai biết như thật là vô tướng không phiền nhiễu là tướng của bốn tịnh lự như lai biết như thật là vô tướng không có giới hạn ngăn cách là tướng của bốn vô lượng như lai biết như thật là vô tướng không ồn ào tạp loạn là tướng của bốn định vô sắc như lai biết như thật là vô tướng không ràng buộc là tướng của tám giải thoát như lai biết như thật là vô tướng có khả năng chế phục là tướng của tám thắng xứ như lai biết như thật là vô tướng chẳng tán loạn là tướng của chín định thứ đệ như lai biết như thật là vô tướng không giới hạn là tướng của mười biến xứ như lai biết như thật là vô tướng có công năng xuất ly là tướng của ba mươi bảy pháp bồ đề phần như lai biết như thật là vô tướng xa lìa hết mức là tướng của pháp môn giải thoát không như lai biết như thật là vô tướng rất tĩnh là là tướng của pháp môn giải thoát vô tướng, như lai biết như thật là vô tướng, nhàm chán các khổ là tướng của pháp môn giải thoát vô nguyện, như lai biết như thật là vô tướng, hướng đến đại giác ngộ là tướng của mười địa Bồ Tát, như lai biết như thật là vô tướng, có khả năng quán chiếu là tướng của năm loại mắt, như lai biết như thật là vô tướng không ngưng trệ là tướng của sáu phép thần thông như lai biết như thật là vô tướng khéo quyết định là tướng của mười lực phật như lai biết như thật là vô tướng khéo an lập là tướng của bốn điều không sợ như lai biết như thật là vô tướng không đoạn tuyệt là tướng của bốn sự hiểu biết thông suốt như lai biết như thật là vô tướng ban cho lợi lạc là tướng của đại từ như lai biết như thật là vô tướng bứng gốc sầu khổ là tướng của đại đại bi như lai biết như thật là vô tướng mừng việc thiện là tướng của đại hỷ như lai biết như thật là vô tướng bỏ ồn ào tạp loạn là tướng của đại xả như lai biết như thật là vô tướng chẳng thể đoạt là tướng của mười tám pháp phật bất cộng như lai biết như thật là vô tướng khéo nhớ nghĩ là tướng của pháp không quên mất như Lai biết như thật là vô tướng, không chấp trước là tướng của tánh luôn luôn xả. Như Lai biết như thật là vô tướng, hiện giác ngộ là tướng của trí nhất thiết. Như Lai biết như thật là vô tướng, khéo thông đạt là tướng của trí đạo tướng. Như Lai biết như thật là vô tướng, hiện biệt giác là tướng của trí nhất thiết tướng. Như Lai biết như thật là vô tướng, nhiếp trì khắp là tướng của tất cả pháp môn đà la ni như lai biết như thật là vô tướng Nhiếp thọ khắp là tướng của tất cả pháp môn tam ma địa như lai biết như thật là vô tướng khéo thọ giáo là tướng của quả thanh văn như lai biết như thật là vô tướng tự khai ngộ là tướng của quả vị độc giác như lai biết như thật là vô tướng hướng đến đại quả là tướng của tất cả hạnh đại bồ tát như lai biết như thật là vô tướng không gì bằng là tướng của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật như lai biết như thật là vô tướng. Thiên tử nên biết tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đối với tất cả pháp tướng như thế đều có khả năng biết như thật là vô tướng. Do nhân duyên này ta nói chư Phật chứng đắc trí vô ngại không ai sánh bằng.